thư gan là một trong những loại bệnh ung thư hàng đầu tại Việt Nam, đứng thứ hai ở nam giới sau ung thư phổi và thứ ba ở nữ giới sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc ung thư gan. Ung thư gan gồm ung thư gan nguyên phát và thứ phát. Ung thư gan thứ phát do các tế bào ung thư ở bộ phận khác của cơ thể đi vào gan gây ra các khối u di căn. Ung thư gan nguyên phát là bệnh lý ác tính của gan xảy ra khi tế bào bình thường của gan trở nên bất thường về hình thái và chức năng. Các tế bào ung thư phát triển gây ảnh hưởng đến mô bình thường liên kề và có thể lây lan sang các vùng khác của gan cũng như các cơ quan bên ngoài gan. Ung thư gan nguyên phát gồm 3 loại chính, đó là ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư biểu mô đường mật và cuối cùng đó là u nguyên bào gan. Trong đó, ung thư biểu mô tế bào gan là hay gặp nhất. Nguyên nhân gây ra bệnh ung thư gan đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan như giới tính, thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Những người mắc bệnh gan mãn tính như xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan virus B, viêm gan virus C, béo phì, nhiễm độc do nấm mốc. Ngoài ra, nguyên nhân gây ra ung thư gan có thể liên quan đến các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống, lạm dụng rượu bia, thuốc lá. Ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó có thể phát hiện được. Phần lớn người bệnh đến khám thì bệnh đã tiến triển ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong quá trình điều trị. Ở giai đoạn sớm, ung thư có thể gặp các triệu chứng như viêm gan mãn tính hoặc xơ gan tiến triển. Bệnh nhân có thể chán ăn, đau, nặng tức vùng hạ sườn phải, chướng bụng, vàng da, cùng mạc mắt. Trong giai đoạn muộn hơn của ung thư gan, các triệu chứng sẽ rõ ràng hơn, xuất hiện thêm các biến chứng của bệnh như sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, chán ăn, luôn có cảm giác ngứa, chướng bụng, đau, nặng tức vùng hạ sườn phải, vàng da, cùng mạc mắt, đi ngoài phân trắng hoặc bạc màu. Điều trị ung thư gan là điều trị đa mô thức. Việc lựa chọn phương pháp điều trị ung thư gan phải phụ thuộc vào mức độ lan rộng và tổn thương tình trạng xơ gan. Các phương pháp điều trị ung thư gan phổ biến bao gồm phẫu thuật, ghép gan, phá hủy u tại chỗ, nút hóa chất động mạch gan, xạ trị, hóa trị hay điều trị nhắm trúng đích. Ung thư gan hiện nay vẫn đang là nỗi ám ảnh với rất nhiều người vì tiên lượng khó hơn các bệnh ung thư khác. Đặc biệt, đây là căn bệnh đang gia tăng ở Việt Nam. Vậy, ung thư gan sẽ được chữa trị bằng những phương pháp như thế nào? Để hiểu rõ hơn về các phương pháp điều trị ung thư gan, sau đây hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, giám đốc trung tâm ung bướu, bệnh viện 198. Hiện nay các cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân cũng vậy, nó có rất nhiều các cái phương pháp và mỗi một phương pháp thì nó phụ thuộc vào các cái giai đoạn của bệnh nhân hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là bệnh nhân ung thư gan, nếu như chúng ta phát hiện ở những giai đoạn sớm, các bệnh nhân chưa có các cái di căn ở đâu, các chức năng gan vẫn còn tốt, các tổn thương gan vẫn còn đảm bảo để mà chúng ta có thể phẫu thuật được, thì nó có các cái phương pháp hiện nay, đó là phương pháp đầu tay, đó là việc phẫu thuật cắt tủy gan, phẫu thuật cắt bỏ các cái tổn thương u gan, hoặc là phẫu thuật ghép gan, nó cũng mang lại được một cái kết quả điều trị cũng tương đối là tốt. Có nhiều bệnh nhân thời gian sống sau 5 năm bệnh nhân kéo dài ở cái tỷ lệ cũng tương đối là cao, nếu như mà bệnh nhân còn có trong cái giai đoạn mà chúng ta có thể can thiệp được bằng các cái phương pháp đó, đó là ở những bệnh nhân mà giai đoạn sớm và chức năng gan bệnh nhân còn tốt. Thì còn các cái phương pháp mà chúng ta vẫn có những cái lựa chọn điều trị hiện nay, đó là điều trị tại chỗ như là các cái phương pháp phá hủy khối u gan bằng vi sóng, phá hủy khối u gan bằng LFA, là chúng ta sẽ điều trị mà tại chỗ đối với các cái tổn thương gan đó, và hiện nay thì cái hiệu quả cũng tương đối là tốt. Với các cái phương pháp điều trị đó, nó rất là ít xâm lấn, nó ít ảnh hưởng đến vấn đề đó là sức khỏe của người bệnh, và nó mang lại một cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân cũng là hiệu quả. Sau những cái giai đoạn đó thì có đến tiếp theo, đó là chúng ta có thể điều trị nút mạch u gan, đối với mình chia gọi còn gọi là tây. Cái điều trị nút mạch u gan thì nó cũng có hiệu quả trên các cái tổn thương gan, có thể là những cái kích thước lớn hơn mà chúng ta không thể can thiệp được bằng phẫu thuật hoặc là bằng điều trị phá hủy tại chỗ. Chúng ta có thể điều trị bằng nút mạch u gan. Và ngày nay thì còn cái phương pháp điều trị tiếp theo, đó là điều trị toàn thân. Những bệnh nhân mà chúng ta điều trị toàn thân, đó là các thuốc điều trị đích, các thuốc điều trị hóa chất miễn các thuốc điều trị miễn dịch và các cái thuốc mà điều trị kháng tăng sinh mạch. Đối với điều trị của ung thư gan thì nó cũng lại mang lại một cái hiệu quả điều trị tùy theo từng bệnh nhân. Và đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là điều trị ung thư gan hiện nay không phải là chỉ lựa chọn một phương pháp điều trị, mà đôi khi chúng ta phải phối hợp nhiều phương pháp điều trị để mang lại một cái hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Ví dụ như chúng ta có thể vừa nút mạch u gan, vừa điều trị song song với các cái thuốc mà điều trị toàn thân cho bệnh nhân, hoặc là chúng ta có thể vừa điều trị can thiệp bằng là chúng ta nút mạch, sau đó khi các thuốc thu u nhỏ lại chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật cắt gan. Đó là những cái mà chúng ta vẫn có thể phối hợp, mà gọi là phối hợp đa mô thức trong cái điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Và bên cạnh các cái điều trị mà nó là điều trị triệt căn, điều trị chính thống đối với các u gan, thì chúng ta còn có một
cái điều trị mà cũng hết sức quan trọng, đó là điều trị nguyên nhân. Ví dụ như là bệnh nhân này mà ung thư gan do virus viêm gan B chẳng hạn, viêm gan C chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều trị phối hợp với các cái thuốc điều trị virus, hoặc là bệnh các cái nguyên nhân do xơ gan thì chúng ta cũng phải phối hợp với các cái thuốc điều trị xơ gan. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải có các cái thuốc điều trị, đó là điều trị nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, rồi thêm nữa là điều trị các cái triệu chứng, ví dụ như các cái triệu chứng đau, bệnh nhân có thể xuất hiện các cái triệu chứng đau, bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng chán ăn, và chúng ta có thể phải sử dụng thêm các cái thuốc như là các cái thuốc giảm đau, rồi là nâng cao thể trạng bằng các cái dinh dưỡng, tại sao làm sao để cơ thể bệnh nhân có thể có một cái sức đề kháng tốt nhất, để chúng ta có thể can thiệp bằng các cái biện pháp tiên tiến hiện nay. Hàng năm Việt Nam có hơn 182.000 ca mắc mới và có hơn 122.000 người trường hợp tử vong do ung thư. Hơn 350.000 người phải sống chung với ung thư mỗi ngày. Trung bình, cứ 100.000 người Việt Nam thì có 159 trường hợp mắc mới và có 106 trường hợp tử vong do ung thư. Năm 2020, Việt Nam xếp thứ 91 trên tổng số 185 nước có số ca mắc mới, xếp thứ 50 về số ca tử vong. Thứ hạng với số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng nhanh trên bảng xếp hạng toàn cầu. Các bệnh ung thư phổ biến hiện đang có khuynh hướng trẻ hóa có thể kể đến như ung thư vú, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư tuyến giáp và ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, ung thư gan là ung thư đứng đầu tại Việt Nam, trong đó 90% số ca mắc ung thư là ung thư biểu mô tế bào gan. Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, tỷ lệ mắc mới ung thư tại Việt Nam là 26.418 ca mỗi năm, chiếm 14,5% trong tổng số ca ung thư, và 77% số ca ung thư gan là nam giới. Ung thư gan cũng là một trong những ung thư có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272 ca, chiếm tỷ lệ 21% trong tổng số tử vong do ung thư. Ung thư gan bao gồm ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát. Ung thư gan thứ phát do các tế bào ung thư ở các bộ phận khác trong cơ thể di căn vào gan gây ra các khối u di căn. Ung thư gan nguyên phát là bệnh lý ác tính ở gan xảy ra khi tế bào bình thường của gan trở nên bất thường về hình thái và chức năng. Các tế bào ung thư phát triển gây ảnh hưởng đến mô bình thường, liên kề và có thể lây lan ra các vùng khác của gan cũng như các cơ quan bên ngoài của gan. Ung thư gan nguyên phát bao gồm 3 loại: ung thư biểu mô tế bào gan phát triển từ tế bào gan, ung thư biểu mô đường mật phát triển từ đường mật trong gan và u nguyên bào gan. Trong đó ung thư biểu mô tế bào gan là hay gặp nhất. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, giám đốc trung tâm ung biếu bệnh viện 198, một số yếu tố có thể gây ra làm tăng nguy cơ mắc bệnh như giới tính. Nam giới thường gặp nhiều hơn nữ giới. Những người mắc bệnh gan mãn tính như xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan B, viêm gan C, béo phì, nhiễm độc tố do nấm mốc. Ngoài ra, nguyên nhân gây ung thư gan có thể liên quan đến các yếu tố về môi trường, chế độ ăn uống, lạm dụng rượu bia, thuốc lá. Ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó có thể phát hiện. Phần lớn người bệnh đến khám khi bệnh đã tiến triển ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho quá trình điều trị. Ở giai đoạn sớm của ung thư có thể gặp phải các triệu chứng như viêm gan mãn tính hoặc xơ gan tiến triển. Bệnh nhân có thể cảm thấy chán ăn, đau, nặng tức vùng hạ sườn phải, chướng bụng, vàng da. Trong giai đoạn muộn hơn của ung thư gan, các triệu chứng rõ ràng hơn hoặc xuất hiện thêm các biến chứng của bệnh. Sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, chán ăn, luôn cảm giác ngứa, chướng bụng, đau, nặng tức hạ sườn phải, vàng da, vùng mặc mắt, đi ngoài phân trắng hoặc bạc màu. Ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng ảnh hưởng ban đầu của khối u sẽ khiến bệnh nhân khó phát hiện. Do đó, chỉ thông qua quá trình tầm soát ung thư thì mới có thể phát hiện ra những dấu hiệu từ ung thư rất sớm, ngay cả khi chưa được hình thành khối u. Vì vậy, việc tầm soát ung thư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng và điều trị bệnh hiệu quả, gia tăng cơ hội sống cho người bệnh.